Một trong những cái công việc chính của hệ điều hành là điều hành những cái thiết bị trên máy tính. Và cái chương trình của hệ điều hành, muốn điều hành được những thiết bị trên máy tính á, thì phải lập trình ở cái mức là sử dụng những cái hỗ trợ bên trong của ROMEOS. ROMEOS là cái hệ thống nhập xuất cơ bản, cái chữ BIOS á, hệ thống nhập xuất cơ bản. Bên trong đó nó chứa những cái hàm ngắt mà chúng ta đã vừa biết đó. Và chính nhờ những hàm ngắt này mà người làm ra hệ điều hành, họ dùng những hàm này họ mới điều khiển được các thiết bị. Và đây là cách lập trình với hàm ngắt. Muốn sử dụng được các hàm ngắt trong ROMEOS thì dĩ nhiên là sẽ có những hàm không cần tham số gì hết trơn, nhưng mà đại đa số hàm là có tham số, nó cũng giống như những hàm bình thường trong người lập trình mà chúng ta sử dụng thôi. Đại đa số hàm là có tham số, thí dụ chúng ta muốn xuất gì đó ra màn hình chẳng hạn, thì cái nội dung mà chúng ta xuất ra đấy là tham số. Chúng ta muốn đọc gì đó trên đĩa, dĩ nhiên là cái vị trí đọc, đọc ở vị trí nào, đọc ở cái đĩa nào, đọc bao nhiêu sector chẳng hạn, đấy là những cái tham số. Chúng ta gọi hàm thì thông thường là chúng ta cần phải đưa cho nó những cái tham số. Và nếu mà chúng ta sử dụng những hàm ngắt trong ROMEOS á, thì giá trị các tham số chúng ta cần phải đưa vào những cái thanh ghi hoặc là những cái biến thanh ghi trong ngôn ngữ lập trình cấp cao. Rồi sau khi chúng ta đưa các cái tham số vào thanh ghi rồi thì chúng ta mới gọi hàm ngắt. Và đương nhiên là trên hàm ngắt này chúng ta sẽ truyền vô chỉ số hàm. Chúng ta có hàm ngắt nó lại hơi đặc biệt so với những hàm khác, đấy là nó không có tên, mà mỗi hàm như vậy nó tương ứng với một con số. Và cái lệnh gọi hàm ngắt là một cái lệnh gọi chung chung ha, gọi là gọi hàm ngắt thôi. Và muốn gọi hàm ngắt nào, hàm ngắt số mấy thì chúng ta truyền cái con số tương ứng đó vô. Tức là hình thức gọi hàm trong ROMEOS là nó có hơi khác so với lại là gọi hàm bình thường trong ngôn ngữ lập trình. Gọi hàm bình thường trong ngôn ngữ lập trình thì chúng ta gọi cái tên hàm, đúng không? Hàm ta có tên, một cái tên dưới dạng là một cái chuỗi ký tự gợi nhớ gợi nghĩa, chúng ta gọi tên hàm và ngay trên cái dòng đó chúng ta truyền vào các tham số. Còn khi mà chúng ta gọi ngắt của ROMEOS đó, thì chúng ta phải đưa các tham số vào các thanh ghi trước. Rồi sau đó là chúng ta gọi cái hàm và chúng ta truyền vô chỉ số của cái interrupt của cái hàm ngắt đó. Và dĩ nhiên là sẽ có khá nhiều hàm nó có giá trị trả về. Và nếu mà chúng ta muốn lấy giá trị trả về của cái hàm ngắt mà chúng ta vừa mới gọi á, thì chúng ta sẽ lấy từ những thanh ghi luôn, hoặc là những cái biến thanh ghi tương ứng. Tùy theo hàm nào mà giá trị trả về nó sẽ nằm ở thanh ghi nào, chúng ta lấy từ những cái thanh ghi đó. Cái ngôn ngữ lập trình khi mà chúng ta lập trình với ROMEOS thì thông thường là chúng ta nên dùng hợp ngữ, tức là assembly á. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có thể lập trình truy xuất tới những cái hàm ngắt trong ROMEOS từ ngôn ngữ cấp cao, nhưng mà chúng ta có thể truy xuất từ ngôn ngữ cấp cao dưới hình thức là chúng ta dùng những cái lệnh hợp ngữ nhúng trong ngôn ngữ cấp cao đó. Khá nhiều ngôn ngữ cấp cao nó cho chúng ta làm chuyện đó. Nếu mà chúng ta lập trình hệ thống thì thông thường chúng ta dùng ngôn ngữ C, đấy là một trong những ngôn ngữ lập trình cho phép chúng ta lập trình hệ thống khá sâu. Thì nếu mà chúng ta lập trình C, chúng ta vẫn có thể dùng những lệnh hợp ngữ theo cái cú pháp như thế này. Tức là chúng ta đang viết những dòng lệnh C ha. Nếu mà chúng ta muốn viết hợp ngữ bên trong C thì chúng ta gõ vào chữ ARM rồi sau đó mở ngoặc nhọn. Và chúng ta lưu ý là dấu mở ngoặc nhọn này phải nằm ngay sau chữ ARM này chứ không có được xuống dòng. Mặc dù là với những cái chỉ dẫn khác của C thì sau chỉ dẫn đó nếu mà chúng ta cần có dấu mở ngoặc nhọn thì chúng ta hoàn toàn có thể xuống dòng rồi mới mở ngoặc nhọn. Nhưng mà với chỉ dẫn ARM này thì chúng ta không được xuống dòng. Phải gọi dấu mở ngoặc nhọn này ngay sau chỉ dẫn. Rồi sau đó chúng ta đưa vào các lệnh hợp ngữ. Mỗi lệnh nằm trên một dòng nha. Và đến khi mà chúng ta thấy đã sử dụng xong cái đoạn lệnh hợp ngữ đó rồi ha. Tức là chúng ta muốn làm công việc bằng đoạn lệnh hợp ngữ đó, chúng ta thực hiện xong hết các lệnh đó rồi thì chúng ta đóng ngoặc nhọn lại. Đóng ngoặc nhọn lại đây báo hiệu là đã kết thúc cái phần lệnh hợp ngữ và chúng ta phải viết tiếp những dòng lệnh C. Tức là dòng lệnh C có thể phía trên và phía dưới của cái khối hợp ngữ này. Hình thức thứ hai là chúng ta dùng cái cú pháp ARM rồi ngay sau đó, ngay kế sau đó chúng ta gõ vô cái lệnh hợp ngữ. Và cứ mỗi lệnh hợp ngữ như vậy chúng ta có một chữ ARM phía trước. Dĩ nhiên là chúng ta phải có một cái dấu hiệu để cho ngôn ngữ lập trình cấp cao nó biết đấy là hợp ngữ. Chứ còn nếu mà chúng ta không có những chỉ dẫn ARM này thì ngôn ngữ cấp cao nó sẽ không hiểu cái lệnh hợp ngữ đó. Bởi vì nó lúc đó là nó dùng trình dịch của ngôn ngữ cấp cao đó và nó tưởng đâu đấy là lệnh của ngôn ngữ cấp cao, nó sẽ không hiểu. Rồi như vậy là nếu mà chúng ta muốn lập trình với hàm ngắt,
hay là nói chung là lập trình ở cấp Romeos á, thì chúng ta nên dùng hợp ngữ. Còn nếu như chúng ta muốn thì chúng ta vẫn có thể lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao mà không cần dùng hợp ngữ, không cần dùng lệnh hợp ngữ luôn. Thì một số người lập trình cấp cao nó cũng có hỗ trợ. Đây, tôi giới thiệu những cái cách đó. Dĩ nhiên là chúng ta xét trong C thôi ha. Nếu mà chúng ta muốn truy xuất thanh ghi trong C thì chúng ta thể dùng cú pháp như thế này, dấu gạch dưới rồi sau đó là tên thanh ghi, nhưng mà chúng ta viết hoa nha. Thí dụ như thanh ghi AH chẳng hạn, thì chúng ta dùng cú pháp là gạch dưới rồi AH dính liền nhau. Hoặc là thanh ghi BL, thanh ghi CX, chúng ta dùng những cú pháp như thế này. Đây là chúng ta tác động trực tiếp tới thanh ghi, tức là thí dụ chúng ta gắn AH bằng 7 chẳng hạn, thì ngay lập tức giá trị 7, ngay lập tức cái giá trị 7 đó sẽ đưa vào thanh ghi AH trong CPU. Hình thức thứ hai là chúng ta dùng một cái biến thanh ghi và với C này là C for DOS á, là for Unix á, thì chúng ta có cái kiểu là union rest. Kiểu union này nó cũng hơi hơi giống như là kiểu stretch á. Thì cái kiểu rest này chúng ta lưu ý là chữ hoa nha, chữ union này phải là chữ thường và chữ rest này là phải là chữ hoa. Rest đây là viết tắt của chữ registers, tức là bộ thanh ghi, những cái thanh ghi. Chúng ta có thể dùng cái kiểu này. Và kiểu này thì thực ra nó khi chúng ta khai báo biến thì cái biến chúng ta nó là cái biến trên RAM thôi à, chứ không phải là thanh ghi thật đâu. Đây là cái biến giả thanh ghi. Chúng ta đưa các cái tham số này nọ vào trong cái biến giả thanh ghi đó, thì giá trị của các thanh ghi thật sự trong CPU vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà chúng ta gọi cái hàm tương ứng dùng tới cái kiểu này á, thì lúc đấy nó sẽ lấy các cái biến kiểu thanh ghi mà chúng ta đã đưa tham số vô ha, nó lấy nó nạp vào thanh ghi. Lúc mà gọi hàm thì các thanh ghi sẽ được nạp giá trị thật sự từ các biến thanh ghi này. Tức là chúng ta ghi nhận là cái hình thức thứ nhất thì đấy là chúng ta truy xuất thanh ghi thật sự, còn hình thức thứ hai là chúng ta truy xuất thanh ghi giả thôi. Hình thức thứ ba là hình thức mà hồi nãy tôi đã nói, đấy là chúng ta dùng lệnh hợp ngữ. Chúng ta muốn gán vào một thanh ghi chẳng hạn, chúng ta thể dùng cái lệnh là MOV, lệnh mua rồi tên thanh ghi đó. Tên thanh ghi chúng ta viết bình thường thôi, chữ thường chữ hoa gì cũng được, không cần có dấu gạch dưới phía trước, rồi dấu phẩy, rồi giá trị chúng ta cần gán. Dĩ nhiên là chúng ta cũng thể lấy giá trị của thanh ghi mà chúng ta gán vào một cái biến chẳng hạn cũng được. Ví dụ biến A chẳng hạn, chúng ta muốn gán giá trị thanh ghi BL vào biến A chẳng hạn, thì chúng ta dùng lệnh là mu A phẩy BL, tức là tham số thứ hai, tham số số source, nó sẽ được gán vào tham số destination, tham số thứ nhất. Đây là cái cách truy xuất thanh ghi. Còn nếu mà chúng ta muốn gọi ngắt trong C thì chúng ta có thể dùng những cái hàm gọi ngắt của C, thí dụ như là hàm gain interrupt nè, hàm in86, hàm in86x vân vân, chúng ta có nhiều hàm. Và chúng ta lưu ý là hàm gain interrupt này là nó gọi trực tiếp tới hàm ngắt luôn. Còn hàm in86 á thì khi mà chúng ta gọi hàm in86 nó sẽ lấy cái biến thanh ghi giả được khai báo bởi kiểu union rest này nè ha. Nó lấy những cái trường thanh ghi trong biến thanh ghi giả đó đó, nó gán vào các thanh ghi thật. Tức là lúc đấy khi mà gọi hàm thì lúc đấy là hàm này nó sẽ đi nó nạp giá trị cho các thanh ghi. Rồi sau khi thực hiện xong hàm, nếu mà có thay đổi gì đó tới các thanh ghi thì nó sẽ lấy những giá trị thay đổi đó đó, nó đưa vào cái biến thanh ghi giả này và chúng ta thay truy xuất qua biến thanh ghi giả. Làm như vậy thì nó lâu hơn, qua trung gian nó lâu hơn nhưng mà nó sẽ an toàn hơn. Còn lệnh in là lệnh của hợp ngữ. Chúng ta có thể dùng lệnh hợp ngữ như hồi nãy đã nói, chúng ta dùng cú pháp là int rồi sau đó cách ra ha. Chúng ta phải cách ra ít nhất là một khoảng trống và tham số là chỉ số của cái ngắt. Chúng ta gọi ngắt nào thì chúng ta đưa vào chỉ số của ngắt đó. Đây, ví dụ chúng ta có lệnh rinep, đây là lệnh C của C for DOS nè ha. Lệnh rinep rồi cái chuỗi này thì nó sẽ thực hiện công việc là xuất cái chuỗi này ra màn hình, xuất cái chuỗi nhấn một phím bên dãy numpad, nhấn phím một, xin lỗi, nhấn phím một bên dãy numpad để khởi động lại máy tính. Câu này được xuất ra màn hình. Rồi lệnh asm mua ah0 thì thực ra đấy chính là lệnh mua ah0 á, nhưng mà vì chúng ta đang viết trong C, đây là lệnh hợp ngữ mà chúng ta viết trong C nên chúng ta phải có cái chỉ dẫn asm phía trước để C nó biết lệnh này là lệnh hợp ngữ. Và lệnh này là làm thao tác gán số 0 vào thanh ghi AH, tức là gán cho AH bằng 0. Rồi lệnh kế tiếp AM INRUP 16H. 16H đây là 16 bên hệ thập lục phân á, tức là nếu mà đổi ra hệ thập phân đó là 22 á, đây là chúng ta gọi ngắt 16.
ngắt 16 tọc lục phân. Nếu gọi ngắt 16 thì một cái đoạn chỉ trình sẽ được chạy, và đoạn chỉ trình đó nó sẽ coi coi AH đang bằng mấy. Nếu nó thấy bằng 0 thì nó sẽ làm công việc nhầm một phím từ bàn phím. Tức là khi mà một ngắt được gọi chạy thì nó sẽ coi tiếp giá trị thanh ghi AH, và tùy theo AH bằng mấy mà nó làm công việc gì. Giống như cái đoạn chỉ trình ngắt mà tôi đã mô tả hồi lúc giới thiệu về khái niệm ngắt đó. Và cái ngắt 16 này nó làm công việc liên quan tới bàn phím. Liên quan tới bàn phím thì cũng có nhiều công việc lắm nha. Và nếu AH bằng 0 thì cái công việc tương ứng đấy là nhập nhập một phím. Chúng ta có một điều đặc biệt là cái hàm ngắt 16 này nó trả về cho chúng ta tới hai hai mã. Hai mã lần. Một mã là mã ASCII, là mã bình thường chúng ta vẫn biết. Còn một mã nữa là mã scan, mã quét á, mã vị trí á, nó cho biết cái phím vừa nhấn nằm ở vị trí nào trên bàn phím. Chúng ta mà nhập một phím bằng hàm C bình thường như là GetCH hay là GetCHR gì đó chẳng hạn thì chúng ta nhận được mã ASCII thôi à. Mà nếu nhận được mã ASCII thôi thì chúng ta trong trường hợp mà nhấn phím 1 mới nhảy 5 mét đi chẳng hạn thì chúng ta vẫn không thể xác định được là người ta nhấn bên dãy 5 mét hay là nhấn bên cái dãy phím số ở cái khoảng góc trái đó. Chúng ta vẫn có phím 1 đúng không? Tức là chúng ta có hai phím 1 lần, một phím 1 nằm ở gần phím escape ở gần góc trái trên đó, ha, của bàn phím. Rồi một phím 1 nữa nằm ở dãy 5 mét. Nếu chúng ta dùng hàm nhập phím của C bình thường thì chúng ta sẽ không thể phân biệt được là người ta nhấn phím nào. Chúng ta coi mã ASCII thì thấy là mã ASCII tương ứng của phím 1 rồi. Nhưng mà đấy là phím 1 ở cái vị trí nào không biết. Cho nên nếu như mà chúng ta muốn thực hiện cái công việc phân biệt coi có phải là phím 1 mới dãy 5 mét hay không mà chúng ta dùng hàm C bình thường là không được. Ở đây chúng ta dùng hàm ngắt thì được nè. Hàm ngắt và chúng ta coi cái mã vị trí của cái phím vừa được nhấn. Nếu mã vị trí nó nằm trong thanh ghi AH á, sau khi gọi hàm này xong thì cái mã vị trí nó nằm trong thanh ghi AH. Và chúng ta thể lấy AH theo kiểu này cũng được. Hoặc là chúng ta dùng lệnh mu ha, chúng ta gán cái giá trị thanh ghi AH sau khi gọi hàm ngắt 16 này ha, chúng ta dùng lệnh mu gán giá trị thanh ghi AH vào cái biến gì đó. Rồi chúng ta dùng biến đó ở đây cũng được. Nếu như vị trí mã vị trí của cái phím vừa nhận được nó là 79 thì đúng nó là cái phím 1 bên dãy 5 bet đó. Và dĩ nhiên là chúng ta xác định được nó là phím 1 bên dãy 5 bet rồi thì chúng ta thực hiện công việc tương ứng với cái yêu cầu này. Khởi động lại máy tính. Khởi động lại máy tính thì nếu chúng ta lập trình bằng hàm C bình thường chúng ta cũng sẽ không có hàm nào để mà thực hiện được. Tức là bài này cái đề yêu cầu là nếu như người dùng nhấn phím 1 bên dãy 5 bet thì khởi động lại máy tính, thì bài này chúng ta lập trình bằng hàm C bình thường trên DOS là không thể làm được. Bởi vì thứ nhất là cái phím 1 bên dãy 5 bet là chúng ta không có cách để kiểm tra. Và thứ hai nữa là khởi động lại máy tính chúng ta cũng chẳng có hàm. Nhưng mà nếu chúng ta dùng hàm của BIOS thì chúng ta có. Cái ngắt 19 nó làm công việc khởi động lại máy tính. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy đúng là phím 1 bên dãy 5 bet rồi, chúng ta gọi ngắt 19 thì chúng ta sẽ thấy máy tính nó khởi động lại. Đây là cái ví dụ vừa chỉ cho chúng ta cái cách sử dụng hàm ngắt trong RMIOS, lập trình với RMIOS, đồng thời cũng minh họa cho chúng ta thấy là nếu chúng ta lập trình với những hàm trong RMIOS thì tuy là nó có thể hơi dài dòng hơn, hơi phức tạp hơn, nhưng mà nó có thể thực hiện được những công việc mà ngôn ngữ lập trình chúng ta có khi không làm được. Đây là một cái ví dụ nữa. Ví dụ ngược lại với thao tác hồi nãy, đây là thao tác xuất ra. Hồi nãy là nhập vào từ bàn phím và đây là xuất ra màn hình. Đây tôi viết một cái chương trình đầy đủ luôn. Chương trình này có thể dùng Balanci hoặc Toboci trên DOS là chạy được. Chúng ta lập trình mà can thiệp sâu vô hệ thống á thì chúng ta lập trình trên DOS lại là hiệu quả hơn so với lại trên Windows, bởi Windows là hệ điều hành ở mức tương đối cao rồi và nó sẽ ngăn chặn không cho chúng ta can thiệp sâu vô hệ thống. Còn DOS thì nó là hệ điều hành ở mức đơn giản, cho nên những thao tác can thiệp sâu vô hệ thống này thì nó không bị ngăn chặn và chúng ta thí nghiệm được. Và dĩ nhiên là nếu chúng ta làm hệ điều hành, làm một hệ điều hành thật sự thì chúng ta sẽ không phải làm trên một hệ điều hành khác mà chúng ta phải làm trực tiếp, đúng không? Tức là chương trình chúng ta phải tự động chạy chứ không phải là chúng ta viết trên Windows thì mà chương trình chúng ta muốn chạy là chúng ta phải khởi động Windows lên rồi gọi chương trình ta thì chương trình ta mới chạy, thì như vậy là ta không phải là hệ điều hành nữa rồi. Hệ điều hành phải điều hành trực tiếp thiết bị.
bật máy lên cái là hệ thống chúng ta chạy và tự động điều hành được thiết bị luôn. Thì muốn làm được điều đó, chúng ta hầu như phải lập trình với Romeo thôi. Chúng ta lập trình bằng hàm ngôn ngữ lập trình, thì thường là hàm của ngôn ngữ lập trình nó sẽ đi nó gọi lại hàm của hệ điều hành. Và như vậy là phải có hệ điều hành nào đó đang chạy rồi, thì cái hàm của ngôn ngữ lập trình đó nó mới chạy được. Trong khi ở đây chúng ta lại muốn làm hệ điều hành là cái phần mềm đầu tiên khi mới bật máy lên đã được chạy, đã chạy được. Và nếu muốn phần mềm bật máy lên mà có thể chạy được thì chắc chắn là phần mềm đó phải làm việc trực tiếp với Romeo, chứ không có nhờ ngôn ngữ lập trình, cũng chẳng nhờ hệ điều hành nào hết, đúng không? Bản thân nó là hệ điều hành mà. Và vì vậy chúng ta phải lập trình chấp nhận cái mức khó khăn là làm việc với thanh ghi với ngắt như thế này. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta làm bằng C4DOT mà chúng ta làm như thế này á, thì đây cũng là một chương trình không cần, không nhờ tới hệ điều hành, chúng ta nhờ tới hàm của Romeo thôi à, không nhờ tới hàm hệ điều hành. Hàm get interrupt là hàm đặc biệt, nó cũng chẳng nhờ tới hệ điều hành. Bởi vậy cho nên là cái đoạn chương trình này có thể chạy được ngay cả khi mà chúng ta chưa có hệ điều hành. Đoạn dây phía dưới đây cũng vậy, nó có thể chạy được, bật máy lên cái gọi đoạn này là có thể chạy được ngay. Còn đây là công việc xuất ký tự bằng cách dùng tới chức năng 0A của ngắt 10. Ngắt 10 bên hệ 16, tức là nếu mà đổi ra hệ thập phân của chúng ta thì đây là số 16 ha. Còn đây là con số 10 đó. Chúng ta nếu muốn xuất một ký tự ra thì trong Romeo nó có cái ngắt số 10 làm được việc đó. Ngắt số 10 thực ra là ngắt liên quan tới màn hình, nó làm được những công việc liên quan tới màn hình. Xóa màn hình hay là đổi chế độ màn hình, hay là xuất một cái điểm ảnh ra, một pixel ha. Hoặc là đổi phông chữ, đổi cái phông chữ luôn, phông chữ gốc trong máy tính, hoặc vân vân, nói chung là nó dời con trỏ này nọ chẳng hạn, là đặt kích thước con trỏ, đặt kiểu con trỏ này nọ. Nó thì những cái gì liên quan tới màn hình là thuộc cái ngắt 10. Và trong ngắt 10 đây chúng ta có nhiều hàm, thì hàm A là cái hàm xuất ký tự, và dĩ nhiên là hàm xuất ký tự này nó cần có một số tham số nữa. Tham số trước mắt là ký tự nào, đúng không? Chúng ta muốn xuất ký tự thì rõ ràng phải xác định là đấy là ký tự gì. Thì cái tham số mã ký tự, mã ASCII của ký tự chúng ta phải đưa vào thanh ghi AL. Đây là quy định của hàm A trên ngắt 10. Và hàm này nó sẽ xuất cho chúng ta nhiều ký tự. Chúng ta muốn xuất bao nhiêu ký tự thì chúng ta gán cái số lượng ký tự đó vào thanh ghi CX. Dĩ nhiên trong trường hợp chúng ta muốn xuất một ký tự thôi thì chúng ta gán số 1 vào thanh ghi CX. Ở đây nếu như tôi muốn xuất ba ký tự A thì tôi sẽ gán thanh ghi CX bằng 3, rồi tôi gán cái mã ký tự A vào thanh ghi AL. Đây là mã của ký tự A ha. Nếu chúng ta biết nó là con số 41 hexa hoặc là 65 tập phân thì chúng ta thể để đây là số 65 cũng được. 65 tập phân hay là 41 hexa hay là ký tự A như thế này thực ra là hình thức biểu diễn thì khác nhau, chứ còn về mặt giá trị lưu trữ bên trong là một thứ thôi. Rồi khi chúng ta gán H bằng A thì như vậy là thanh ghi H trong CPU nó đã mang giá trị 10 đó. Rồi gán thanh ghi AL xin bằng ký tự A thì thanh ghi AL nó có cái giá trị là 41 hexa rồi đó. Rồi gán thanh ghi CX bằng 3, CX nó sẽ bằng 3. Rồi chúng ta gọi get interrupt rồi truyền vào 0x10. À, cái vụ 0x đây á, là ý nói là hệ 16 nha. Con số bên hệ 16 trong C được biểu diễn dưới hình thức là chúng ta gõ 0 rồi sau đó là chữ x, rồi kế tiếp là cái con số bên hệ 16 đó. Chứ còn nếu mà chúng ta không có cái 0x này, chỉ là số 10 thôi thì nó sẽ hiểu đấy là hệ tập phân. Và vậy là sai rồi đúng không? Đây chúng ta đang muốn gọi tới ngắt số 10 bên hệ 16. Thì hoặc là chúng ta đổi con số 10 bên hệ 16 này nè ra hệ tập phân. Ở đây A cũng vậy, nếu mà chúng ta không muốn xài bên hệ 16 thì chúng ta sẽ đổi ra hệ 10. Và A chúng ta đổi hệ 10 thì nó là 10 đúng không? Chúng ta để thẳng vào đây 10 cũng được, ở đây chúng ta để 16 cũng được. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc với những cái dữ liệu sâu bên trong hệ thống á, với chỉ số hàm ngắt, với những cái nội dung ô nhớ này nọ thì chúng ta nên dùng hệ 16. Và ở đây tôi để nguyên hệ 16 luôn. 0x10 có nghĩa là con số 10 bên hệ 16. 0xA có nghĩa là con số A bên hệ 16. Rồi khi gọi interrupt và chỉ ra là chỉ số 10. Gọi interrupt như vậy rồi chỉ ra tham số là 10 thì hàm ngắt số 10 sẽ được chạy. Và hàm ngắt số 10 được chạy thì nó sẽ coi H bằng mấy? Nó thấy thanh ghi H. Nó coi trong CPU quá nha. Nó thấy thanh ghi H bằng A thì nó sẽ thực hiện công việc xuất ký tự và nó thực hiện
xuất bao nhiêu ký tự là tùy theo giá trị CX. Nó coi CX nó thấy bằng 3, nó sẽ xuất 3 ký tự. Còn mãi ký tự thì nó coi trong AL. Và như vậy là thực hiện xong hàm này thì 3 ký tự A sẽ được xuất ra màn hình. Cái dòng trên là 3 lệnh ha, thì dĩ nhiên chúng ta có thể viết thành 3 dòng. Ở đây là vì không có đủ màn hình cho nên tôi gộp chung lại 3 dòng này là 3 lệnh riêng biệt, nhưng mà bởi vì không đủ màn hình cho nên tôi mới 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 ghép 3 lệnh này chung vào một dòng. Và sau cái dấu 3 này, sau cái số 3 này chúng ta phải có dấu chấm phẩy nữa nha. Khi mà chúng ta lập trình bình thường thì chúng ta nên để một 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 dòng là một lệnh thôi, không nên ghép chung. Trong nhiều trường hợp là không nên ghép chung. Rồi, như vậy là chúng ta xuất được 3 ký tự A. Và đây là cách làm thứ nhất, chúng ta dùng trực tiếp thanh ghi trong C. Còn đây là cách làm thứ hai, chúng ta dùng qua biến thanh ghi. Chúng ta khai báo biến R1 và biến R2, hai biến có kiểu là union rest. Rồi chúng ta nếu muốn gán cái giá trị AH là A thì ở đây chúng ta sẽ dùng cú pháp như vậy: R1.H.AH bằng bằng 10 cũng được mà bằng 0xA cũng được. 0xA với 10 là một thứ ha. Nhưng mà chúng ta lưu ý, nếu như chúng ta gán vào thanh ghi một byte có cái ký tự cuối là chữ H hoặc chữ L á thì chúng ta sẽ phải dùng cái trường H ở đây. Tức là R1.H rồi chấm tên thanh ghi một byte đó. Và tên thanh ghi một byte này là phải là chữ thường. Chữ H này phải chữ thường. Cái tên thanh ghi đây phải chữ thường luôn. Đấy là những cái field đã được khai báo sẵn trong cái union rest này rồi. Rồi tương tự như vậy, chúng ta muốn gán AL thì ở đây xin lỗi, đây là chữ AL ha. Thì chúng ta sẽ dùng cú pháp là R1.H.AL bằng ký tự B. Muốn gán thanh ghi CX mang giá trị là 4 thì chúng ta sẽ dùng cú pháp là R1.X chấm X chứ không phải là chấm H. Nếu mà 2 byte CX là 2 byte rồi thì chúng ta phải chấm X rồi chấm CX và gán bằng 4. Rồi chúng ta gọi hàm int86. Hàm int86 này chúng ta phải truyền vô tham số đầu tiên là chỉ số ngắt, vậy 0x10 đây. Tham số thứ hai là địa chỉ của cái biến thanh ghi input. Biến thanh ghi input chúng ta là R1. Rồi tham số thứ ba là địa chỉ của biến thanh ghi output. Ở đây chúng ta không có output cho nên cái biến thanh ghi output này chúng ta có thể khai báo nhưng mà không cần quan tâm tới giá trị trả về của nó. Và dĩ nhiên chúng ta có thể đưa luôn cái R1 vào cái tham số thứ ba này cũng được. Như vậy là nếu trong trường hợp mà có output thì nó sẽ đè lên luôn những cái field trong R1. À, tức là đây chúng ta không cần R2 mà cho lại R1 luôn cũng được. Rồi, cái này là cũng thực hiện cái thao tác như trên ha, chúng ta xuất ra nhưng mà 4 ký tự chứ không phải 3 ký tự nữa. Và ký tự mà chúng ta xuất là ký tự B. À, chúng ta lưu ý ở đây là AL chứ không phải DL ha, bởi vì cái hàm số 10 nó xuất ký tự trong AL. Chúng ta sửa lại đây là chữ AL. Rồi, đây là cũng là cái công việc như hồi nãy ha, tức là cũng là xuất ký tự, chỉ có số lượng ký tự và mã của ký tự là có thay đổi một tí thôi. Và đây là cái đoạn cuối cũng là làm công việc xuất ký tự. Chúng ta gán CX bằng 5. Đây chúng ta dùng lệnh hợp ngữ rồi đó, lệnh mu CX 5, tức là gán số 5 vào thanh ghi CX. Với lệnh hợp ngữ này á thì nó không phân biệt chữ thường chữ hoa, chúng ta viết chữ thường chữ hoa gì cũng được. Rồi thí dụ chúng ta muốn gán ký tự C hay muốn xuất ra ký tự C thì chúng ta gán ký tự C vào thanh ghi AL, ở đây là AL nhé. Và dĩ nhiên là chúng ta phải gán giá trị A vào thanh ghi AH. Thứ tự của những lệnh này, thứ tự của ba lệnh gán này là không phân biệt, tức là lệnh nào trước lệnh nào sau cũng được miễn là có đủ ba lệnh. Lệnh hợp ngữ thì không cần dấu chấm phẩy dưới cuối, nhưng mà chúng ta lưu ý là phải có chữ ARM phía trên. Rồi dĩ nhiên sau khi chuẩn bị xong các tham số rồi thì chúng ta gọi ngắt, và cái lệnh gọi ngắt là int int ha, rồi chỉ số của ngắt là 10. Và trong hợp ngữ thì con số bên hệ 16 được biểu diễn dưới hình thức là chúng ta viết con số đó rồi sau đó có chữ H ở kế sau, ở kế bên chữ số cuối cùng. Như vậy đây là thao tác xuất 5 ký tự C. Đoạn đầu là xuất ra 3 ký tự A, đoạn kế tiếp là xuất ra 4 ký tự B và đoạn cuối cùng là xuất ra 5 ký tự C. Chúng ta có thể dùng cái cú pháp như thế này cũng được, tức là thay vì ARM 4 lần liên tiếp thì chúng ta thể dùng một cái chữ ARM thôi.
rồi mở ngoặc nhọn, rồi xuống dòng, và chúng ta gõ những lệnh hợp ngữ này không còn chữ AM nữa nha, chúng ta bỏ hết những chữ AM phía trước này. Chúng ta gõ AM rồi mở ngoặc nhọn, rồi sau đó chúng ta viết lệnh hợp ngữ. Viết lệnh hợp ngữ xong hết các phần lệnh hợp ngữ đó rồi thì đóng ngoặc nhọn lại, để đóng cái khối lệnh hợp ngữ đó lại. Rồi, như vậy cũng được. Trong trường hợp mà đoạn lệnh hợp ngữ chúng ta nó dài thì chúng ta thể làm vậy. Còn nếu mà chúng ta có một hai vài lệnh hợp ngữ thôi, chúng ta thể dùng như thế này. Cách nào cũng được. Một thao tác mở rộng khá là hay nhưng mà cũng khá là khó. Đây là thao tác chặn ngắt. Những cái ngắt trong ROM BIOS nó nằm trong ROM. ROM là read only memory. Thì chúng ta nói là không thể sửa được. Ngắt trong ROM thì đúng là không thể sửa được. Nhưng mà khi chúng ta bật máy lên thì những cái hàm ngắt trong ROM BIOS sẽ được chép ra RAM. Và chương trình chạy là CPU nó sẽ thực hiện ngay trên RAM đó, tức là kiến trúc máy PC chúng ta, hoặc là kiến trúc máy Vindows nói chung luôn, là chương trình nằm đâu không cần biết. Nếu muốn chương trình chạy thì các lệnh của chương trình phải được đưa vô RAM, đưa vào cái vùng nhớ chính, đưa vào RAM. Bởi vậy cho nên những cái ngắt trong ROM BIOS này nè, thực ra khi bật máy lên chúng ta phải có cái chuyện là nội dung những cái hàm ngắt đó đó sẽ được chép ra RAM, chép ra RAM. Rồi sau đó thì mỗi lần mà chúng ta gọi ngắt thì một cái đoạn lệnh trên RAM sẽ được gọi chạy, và một khi mà đoạn lệnh nó nằm trên RAM rồi thì chúng ta sửa được, đúng không? Chúng ta sửa được RAM mà, RAM thì sửa được, và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại các hàm ngắt của máy. Dĩ nhiên cái vụ sửa này á, thì nó chỉ có công dụng khi mà chúng ta chưa tắt máy, chứ còn nếu chúng ta tắt máy thì nội dung trên RAM mất hết, và cái lần bật máy sau thì các cái ngắt trong RAM BIOS gốc ban đầu ha lại được nạp ra. Và chúng ta muốn cái hiệu ứng sửa chúng ta có hiệu lực thì chúng ta lại phải vô RAM chúng ta sửa lại nữa. Thao tác chặn ngắt chính là thao tác sửa lại một cái hàm ngắt. Và việc sửa lại hàm ngắt này có công dụng gì? Đây là công việc có thể nói là làm được nhiều chuyện rất là đặc biệt, rất là hay. Ví dụ đi, chúng ta muốn gõ được tiếng Việt. Việt có dấu á nha. Thì dĩ nhiên là trong trường hợp mà chúng ta làm ở cấp ngay từ đầu, tức là không phải là chúng ta đang xài Windows nữa mà chúng ta là người làm ra hệ điều hành, bật máy lên lúc này là chưa có hệ điều hành gì hết trơn, chưa phần mềm nào có thể chạy được hết. Nếu chúng ta muốn gõ được tiếng Việt thì rõ ràng là ở mức bình thường chúng ta thấy không gõ được, chúng ta gõ phím nào nó ra phím đó thôi. Ví dụ gõ A thì chúng ta thấy chữ A, gõ một thì chúng ta thấy số 1, chứ không thể nào mà chúng ta nói bây giờ đang muốn gõ theo kiểu Veni và chúng ta phải thấy chữ A, chữ A và có dấu sắc trên đầu. Không có, đúng không? Thứ nhất là cái bảng phông của chúng ta cũng không có phông chữ tiếng Việt. Trong ROM BIOS chúng ta, trong máy tính gốc của chúng ta là không có phông chữ tiếng Việt. Có vài chữ có dấu nhưng mà đó là những cái chữ tiếng Pháp thôi. Chứ còn chữ tiếng Việt chúng ta là không có. Ví dụ chữ Á thì có đó, chữ A thì có đó. Nhưng mà chữ Ả, dấu hỏi á, hoặc là dấu ngã hoặc là dấu nặng đây chẳng hạn. Đó chẳng hạn những cái từ đó thì không có. Tức là bộ phông tiếng Việt là không có, không hề có trong máy PC. Và chúng ta muốn xài được thì chúng ta phải phải tự làm lấy một cái bộ phông. Và làm sao để mà đưa nó vô trong ROM, đưa nó vô trong RAM để bật máy lên giờ chúng ta có thể nhìn ra được những cái chữ tiếng Việt có dấu. Muốn làm điều đó chúng ta có thể gọi hàm ngắt. Còn bây giờ nếu như chúng ta muốn là gõ gõ được ra cái hiệu ứng là có dấu tiếng Việt bằng kiểu Veni đi chẳng hạn, gõ A rồi gõ một thì ra thành chữ Á chẳng hạn, thì chuyện này là ở mức thiết kế gốc trong máy là cũng không có, gõ A thì ra A, gõ một thì ra một thôi, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta sửa lại hàm ngắt chúng ta thể làm được điều này. Hàm ngắt của chúng ta có thể sửa lại như thế này. Hàm ngắt gốc á, trong cái trường hợp nhập ký tự á, thì nó cứ coi ký tự đó là mã nào nằm tại vị trí nào và nó tra trong mã ASCII, nó suy ra được cái hình hình dáng của ký tự đó như thế nào, nó hiện thì cái hình dáng đó ra, thì gõ một ký tự nó sẽ tra và nó hiển thị hình dáng tương ứng của ký tự đó ra. Gõ thêm ký tự nữa, dù gõ A rồi thì hiển thị hình dáng A ra. Chúng ta gõ ký tự một thì một ký tự mới sẽ được hiện ra, đúng không? Chứ không thể nào mà không hiện ra mà tự động sửa lại cái ký tự phía trước thành ra ký tự khác, thành ra chữ Á. Không có chức năng đó trong máy tính. Nhưng nếu chúng ta muốn thì chúng ta có thể sửa lại hàm ngắt. Mỗi lần gõ ký tự vô thì chúng ta coi mã ký tự đó. Nếu mã ký tự đó là
nằm trong phạm vi từ 1 cho tới 9 đi, tức là cái tự số, thì chúng ta có thể coi trước đó là cái tự gì. Và chúng ta thí dụ thấy trước đó, giả sử người ta vừa mới gõ 1 ha, rồi chúng ta kiểm tra thấy cái tự vừa gõ là 1, thì chúng ta sẽ coi tiếp. Đây là chương trình mới cho ta viết nha, chúng ta coi tiếp là trước đó là cái tự gì. Nếu chúng ta thấy trước đó là cái tự A thì chúng ta sẽ không thèm hiển thị cái từ 1 này ra nữa, mà chúng ta sửa lại cái từ trước đó thành cái từ A. Chúng ta xóa cái từ đó trên màn hình rồi nó xuất lại cái từ A. Đó, thì đấy là cái công việc điều khiển keyboard driver để mà làm ra chương trình điều khiển bàn phím á ha, để mà gõ được tiếng Việt á. Tức là nếu như chúng ta sửa ngắt thì chúng ta có thể làm cho máy tính nó hoạt động theo ý mình, chứ không phải là hoạt động theo cái cơ chế gốc ban đầu nữa. Ban đầu người ta thiết kế là với cái sự kiện như vậy thì máy tính nó sẽ phản ứng như vậy, nó làm công việc như vậy. Với những sự kiện như thế kia thì nó sẽ làm công việc như thế kia, thì ở đây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại theo ý mình. Nếu biến cố này xảy ra thì thay vì nó phải làm việc như thế này, chúng ta phải sửa lại là nó phải làm theo ý mình, là làm như thế kia kia. Thì mình tức là hàm ngắt chúng ta thể sửa lại được. Và khi mà sửa lại được thì chúng ta coi như là có thể làm cho máy tính nó hoạt động theo ý mình, không phải là theo cái thiết kế cơ bản ban đầu nữa. Dù nó không ban đầu nó không cho chúng ta gõ tiếng Việt có dấu, thì bây giờ chúng ta sửa lại, thành ra chúng ta phải gõ được tiếng Việt có dấu. Và không chỉ là tiếng Việt mà chúng ta còn rất là nhiều thứ khác nữa, ví dụ như cái đĩa chúng ta bị hư chẳng hạn. Nếu như mà nó hư ngay setter đầu tiên, ngay setter đầu tiên luôn, thì chúng ta chắc nhiều người biết cái boot setter bị hư thì đĩa chúng ta hết sử dụng được. Có thể hiểu một cách đơn giản là như vậy. Mỗi lần mà dùng tới cái đĩa thì hệ thống nó sẽ đọc cái setter đầu tiên lên, nó coi và nó xác định được các thông tin về đĩa. Trong trường hợp setter đầu tiên này bị hư, nó đọc setter đầu tiên lên, nó coi, nó không xác định được thông tin về đĩa thì nó không hiểu đĩa đó và nó không sử dụng, tức là đĩa không sử dụng được. Thì cái việc mà đọc thông tin đầu tiên lên, đọc thông tin trên setter đầu tiên lên cũng là cái chức năng của cái hàm ngắt trong RMBOS thôi, cũng là cái đoạn chương trình trong trong RMBOS thôi, thì chúng ta phải sửa lại đoạn chương trình đó. Setter đầu tiên bị hư rồi, không thể đọc ghi gì được hết, chúng ta phải sửa lại đoạn chương trình đó. Là trong trường hợp đọc ghi setter đầu tiên không được thì chúng ta đọc qua setter nào đó chúng ta quy định, rồi lấy thông tin từ đó lên. Rồi, và chúng ta dĩ nhiên là phải tổ chức đúng cái thông tin đó vào cái đĩa tương ứng bị hư setter đầu tiên đó đó. Và như vậy là khi mà chúng ta sửa lại xong cái hàm ngắt theo ý ta như vậy thì cái đĩa này bây giờ trở nên sử dụng được. Tức là hàm ngắt đọc setter đầu tiên lên đọc không được thì nó nhảy qua cái vị trí mà chúng ta đã lưu cái thông tin của đĩa ha, và đọc lên rồi đọc được, rồi lấy được cái thông tin, rồi nó sử dụng được bình thường. Thì ở đây chúng ta coi như điều chỉnh lại một tí, chúng ta thấy ra được cái hiệu ứng là cái đĩa thay vì phải bỏ không thể sử dụng được nữa, vì hệ điều hành, vì máy tính nó phản ứng như vậy, nó thấy setter không bị hư thì nó không chịu xài. Chúng ta sửa lại, viết lại theo ý ta thì chúng ta có thể giải quyết được, và nhìn chung là chúng ta giải quyết được hầu như mọi thứ. Đấy là công dụng cơ bản của cái việc chặn ngắt. Một ví dụ nữa, ví dụ như là cái cơ chế chia sẻ thời gian của hệ điều hành đi. Chúng ta biết là máy chúng ta thông thường là chỉ có một CPU thôi, và CPU thì nó thực hiện chương trình theo cơ chế là thực hiện từng lệnh từng lệnh từng lệnh, hết lệnh thứ nhất thì thực hiện lệnh thứ hai, hết lệnh thứ hai thực hiện lệnh thứ ba. Tốc độ thực hiện mỗi lệnh thì nhanh lắm, cực kỳ nhanh, nhưng mà nó không thể thực hiện được cái chuyện là chạy nhiều lệnh cùng một lúc. Dù trong một giây nó thực hiện được có thể hàng nhiều ngàn cả triệu lệnh, nhưng mà không có chuyện là nó thực hiện nhiều lệnh cùng một lúc đâu. Nó thực hiện xong một lệnh thì nó mới qua lệnh kế tiếp. Và cơ chế gốc như vậy á, thì chúng ta nếu như không có một cái sự can thiệp của hệ điều hành, chúng ta sẽ không thể có chuyện là có nhiều chương trình chạy được cùng lúc. Giả sử chương trình A đang chạy đi thì có nghĩa là các lệnh của A đang chạy, thì CPU nó chạy xong lệnh thứ nhất qua lệnh thứ hai qua lệnh thứ ba qua lệnh thứ tư, nó chạy vậy đến khi nào mà chạy xong lệnh cuối cùng của chương trình A thôi, thì lúc đấy nó mới qua chương trình khác, nó mới chạy, đâu có thể chạy được nhiều chương trình cùng lúc. Nhưng mà chúng ta chạy được nhiều chương trình cùng lúc là vì sao? Là bởi vì chúng ta có cơ chế chặn ngắt này nè. Chúng ta có chuyện trước mắt là cứ sau một khoảng thời gian rất nhỏ thôi thì cái biến cố đồng hồ sẽ xảy ra. Biến cố đồng hồ sẽ xảy ra, tức là giống như cái đồng hồ chúng ta kim dây nó nhích một cái vậy đó ha. Thì đó là cái biến cố, một cái biến cố xảy ra. Và với máy tính chúng ta thì cứ một cái biến cố phần cứng xảy ra thì một cái ngắt tương ứng sẽ được gọi chạy. Thì chúng ta sẽ có cái cơ chế là cứ sau một khoảng thời gian rất ngắn,
thì cái ngắt đồng hồ được gọi chạy. Cái ngắt đồng hồ gốc trong máy tính là nó không làm gì trơn, nó được gọi như cái hàm đó là cái hàm rỗng, cái hàm ngắt đây là hàm rỗng, là hàm rỗng. Bởi vậy cho nên là khi gọi tới hàm đó thì nó không có lệnh gì trơn và nó lại quay về. Cho nên với cái cơ chế ngắt đồng hồ đó đó thì nó cũng không có tác dụng gì. Chương trình A đang chạy thì chương trình A vẫn chạy thôi, nhưng mà người làm hệ điều hành đã điều chỉnh lại cái ngắt đồng hồ này. Chương trình A mới chạy được một tí thôi thì có nhịp, một cái nhịp đồng hồ xảy ra thì ngắt đồng hồ được chạy, và ngắt đồng hồ bây giờ là ngắt do người làm hệ điều hành điều chỉnh rồi, và bây giờ không phải là không làm gì hết, quay về chạy tiếp chương trình A đâu, không phải làm chuyện đó nữa, mà cái chương trình ngắt đồng hồ của hệ điều hành bây giờ nó sẽ làm công việc là nó phân tích coi có nên cho chương trình A chạy tiếp hay không, hay là cho chương trình B chạy. Nếu nó thấy là nên cho chương trình B chạy thì nó sẽ yêu cầu CPU nhảy tới chương trình B chạy, và như vậy là chương trình A có thể mới chạy một tí xíu thôi, ngắt đồng hồ xảy ra. Thì ngắt đồng hồ là chương trình điều phối của hệ điều hành đó được chạy, và chương trình điều phối hệ điều hành nó yêu cầu chương trình B chạy, nó yêu cầu CPU nhảy tới chương trình B chạy, thì như vậy là A phải tạm dừng và B được chạy, và dĩ nhiên B chạy mất một tí thôi thì một cái nhịp đồng hồ lại xảy ra nữa, và cái chương trình điều phối tương ứng với ngắt đồng hồ của hệ điều hành đây ha sẽ được chạy, và lại điều phối cho CPU có thể là chạy tiếp chương trình C, hay là quay về chương trình A, hay là vẫn chạy chương trình B gì đó tùy. Nhưng mà chính đấy, nhờ vậy mà chúng ta có cơ chế chia sẻ thời gian, chương trình này mới chạy một tí thì dừng, và khoảng thời gian kế tiếp là chương trình kia chạy, khoảng thời gian kế tiếp nữa chương trình nọ chạy, một hồi sau thì quay về chương trình này chạy tiếp một tí, là cứ vậy các chương trình chạy theo kiểu luân phiên như vậy. Và đó chính là cơ chế chia sẻ thời gian. Tốc độ thực hiện của máy thì rất là nhanh, cho nên cái khoảng thời gian ngưng ở mỗi chương trình nó đủ nhỏ để chúng ta không nhìn ra, tức là coi như không có, tức là chúng ta thấy chương trình đó vẫn chạy bình thường. Đối với con người chúng ta nha thì chương trình chúng ta thấy nó vẫn chạy một cách liên tục bình thường, mà lúc này đồng thời chúng ta có nhiều chương trình chạy cùng lúc bình thường, thì cơ chế này có được là nhờ cái ngắt đồng hồ trong máy tính, mà ngắt đồng hồ gốc trong máy tính trong ROM iOS á, là chả làm gì hết trơn, nhưng mà hệ điều hành nó đã sửa lại cái ngắt đồng hồ thành ra một chương trình điều phối quyết định cho CPU chạy tiếp cái chỗ nào. Nhờ vậy mà chúng ta có cơ chế chia sẻ thời gian, mà chính nhờ cơ chế chia sẻ thời gian chúng ta mới có hệ điều hành hiện đại. Hệ điều hành hiện đại chắc chắn phải là hệ điều hành cho phép nhiều chương trình chạy cùng lúc, mà trên cái máy một CPU với cái thiết kế chuẩn Vollmer thì rõ ràng là không chạy nhiều chương trình cùng lúc được, bắt buộc phải có chương trình điều phối nhờ chạy ngắt đồng hồ mà chúng ta mới có được cái hệ điều hành hiện đại là có thể chạy nhiều chương trình cùng lúc. Chúng ta có thể chặn ngắt để làm nhiều thứ lắm, và chắc chắn hệ điều hành nào cũng vậy, nó sẽ chặn rất là nhiều ngắt, không phải là chặn mỗi ngắt đồng hồ để có thể là làm cái hiệu ứng là chạy nhiều chương trình cùng lúc, mà nó còn chặn rất nhiều ngắt khác. Ví dụ như là chúng ta muốn gõ được tiếng Việt nữa ha, hay là với một cái quốc gia nào đó nó muốn gõ được cái ngôn ngữ của quốc gia đó, nếu như nó không phải là sử dụng tiếng Anh, ví dụ như đó là xài Windows nhưng mà chúng ta dùng Windows hay là hệ điều hành gì cũng vậy ha, nhưng mà chúng ta dùng cái phông chữ là chữ tượng hình chẳng hạn, chữ Trung Quốc hay là Hàn Quốc hay Nhật gì đó chẳng hạn, thì rõ ràng lúc đấy là cái việc gõ chữ nó đâu có giống bình thường, nó phải là gõ phím A, phải là chữ A, gõ B ra chữ B, mà lúc đó có thể là gõ A xong rồi gõ B thì cuối cùng nó ra là cái chữ gì đó. Nói chung là cũng na ná như là cái kiểu gõ tiếng Việt của chúng ta. Một cái tổ hợp phím gì đó sẽ dẫn tới là một cái ký tự gì đó hiển thị ra, trong khi những ký tự kế trước đó thì lại được xóa đi. Từ đó người ta gõ được tiếng Việt hay là tiếng ngôn ngữ là trình một cái ngôn ngữ của một quốc gia nào đó. Còn bây giờ cái cách làm sao để mà sửa được hàm ngắt thì cái cơ chế nó là như vậy. Khi mà hàm ngắt được chép ra RAM, khi chúng ta mới bật máy lên đó ha, thì hàm ngắt từ ROM EOS nó sẽ được chép ra RAM. Thì hàm nào nằm tại vị trí nào, hàm số 0 nằm tại vị trí nào, hàm số 1 nằm tại vị trí nào, hàm số 2 nằm tại vị trí nào, thì những cái vị trí đó đó nó có một cái bảng để mà lưu trữ. Cái bảng đó gọi là bảng vector ngắt. Trong ROM EOS thì chúng ta có tối đa là 256 ngắt. Thực ra thì chúng ta không tới 256 ngắt, nhưng mà nó dành chỗ cho 256 ngắt. Tức là có những ngắt chưa tồn tại, nhưng mà tối đa chúng ta có 256 ngắt thôi. Thì cái bảng này nó sẽ có 256 phần tử.
bảng này có 256 phân tử và mỗi phân tử nó lưu vị trí của một cái ngắt trong RAM. Dù phân tử 0 chẳng hạn thì nó lưu vị trí ngắt 0, phân tử 1 lưu vị trí ngắt 1, phân tử 2 lưu vị trí ngắt 2, nó lưu theo đúng cái cơ chế chỉ mục. Vị trí của ngắt được lưu trong bảng này. Và nếu mà chúng ta sửa lại ngắt thì thực ra chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta làm cái hàm mới thôi, làm cái hàm mới. Và chúng ta lấy địa chỉ của cái hàm mới chúng ta đó, chúng ta đưa vào cái vị trí tương ứng trong cái bảng vector ngắt này. Ví dụ chúng ta muốn sửa lại ngắt số 9, muốn sửa lại ngắt số 9 thì chúng ta cứ viết cái hàm ngắt mới, hàm ngắt số 9 mới của chúng ta. Rồi chúng ta coi cái hàm ngắt số 9 mới chúng ta nó nằm tại địa chỉ nào, chúng ta lấy địa chỉ đó chúng ta đưa vào phần tử chính trong bảng vector ngắt. Thế thôi. Khi mà một cái ngắt được gọi chạy thì cái cơ chế gọi ngắt của hệ thống nó là như vậy, nó nhảy tới cái vị trí tương ứng trong bảng vector ngắt, chúng ta gọi ngắt số 9 chẳng hạn. Thì nó nhảy tới phần tử số 9 trong bảng vector ngắt này, nó xác định coi địa chỉ của hàm ngắt số 9 là ở đâu. Và nó nhảy tới cái địa chỉ tương ứng đó, nó chạy cái đoạn chỉ trình chỗ đó. À, thì cái bảng này chúng ta điều chỉnh được, bảng này nằm trên RAM, bảng này nó là cái vùng nhớ đầu tiên của RAM. Mỗi một cái phần tử trên bảng này nó có 4 byte. Bởi vì cái địa chỉ này chúng ta phải dùng 4 byte để biểu diễn. À, thì mỗi phần tử trên bảng này nó có 4 byte. Và 256 phần tử là tương ứng với 1024 byte. Bảng này là 1024 byte đầu tiên của vùng nhớ RAM. Cái bảng này là cái vùng 1024 byte đầu tiên của RAM. Rồi, sau cái bảng này thì bắt đầu mới là vị trí của các hàm ngắt. Và tùy theo cái đoạn chỉ trình ngắt của cái hàm đó nó dài hay ngắn mà cái vị trí nó như thế nào ha, dĩ nhiên không thể nói là vị trí nó cách đều nhau đâu. Là có hàm giống như các hàm của chúng ta viết vậy, có hàm dài hàm ngắn đúng không? Thì địa chỉ của các hàm là nó rất là biến động và chúng ta hoàn toàn có thể viết ra cái hàm mới nằm tại một cái địa chỉ mới và chúng ta lấy địa chỉ mới đó đó chúng ta đưa vào cái phần tử nào đó trên bảng vector ngắt. Thì khi chúng ta đưa vào phần tử nào thì chúng ta đã tương ứng sửa lại cái ngắt đó. Trong trường hợp cái ngắt đó chưa tồn tại thì như vậy là chúng ta đã bổ sung ra một cái ngắt mới. À, tức là Romeo thực ra nó không có nhiều ngắt đâu. Hiện tại thì những ngắt trong Romeo nó là từ 0 tới 1F thôi. À, tức là chỉ số các hàm ngắt trong Romeo hiện tại nó chỉ là từ từ 0 tới 1F. Trong khi tổng số hàm ngắt có, nó lên tới là từ 0 cho tới FF, tức là từ 0 tới 255 á. Thì chúng ta gọi như mới chỉ có vài chục hàm ngắt trong Romeo. Chúng ta có thể bổ sung thêm được tới cả hàng trăm hàm ngắt nữa, hàng 200 mấy hàm ngắt nữa. Đấy là trong trường hợp chúng ta đưa cái hàm chúng ta vào một cái vị trí, vào cái phần tử mà chưa tương với ngắt nào hết thì chúng ta có một cái ngắt mới. Còn nếu chúng ta sửa lại một cái phần tử tương với một cái ngắt đã tồn tại thì đấy chính là chúng ta làm thao tác chặn ngắt, tức là thao tác sửa ngắt á. À, như vậy tôi cũng đã nói luôn cái cách chặn ngắt. À, những cái phần này thì nó hơi khó một tí, cho nên là tôi không yêu cầu là phải thực hành, phải làm bài tập, mà tôi sẽ đưa cho một số chương trình ví dụ, và những ai mà có hứng thú thì có thể nghiên cứu tìm hiểu.